Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định đang diễn ra phổ biến tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra liên quan đến các đối tượng là thanh thiếu niên. Tình trạng trên đã diễn ra trong thời gian dài, nhưng việc kiểm tra, ngăn chặn và xử lý còn nhiều khó khăn. Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gần đây xảy ra tại xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, làm hai thiếu niên thiệt mạng và một thiếu niên bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ba em đi xe máy không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, phóng xe với tốc độ nhanh, thiếu quan sát, đâm vào xe bán tải đang sang đường. Không khí tang thương, ảm đạm, bao trùm cả khu dân cư khi phải đưa tiễn đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Là người cha người mẹ, không còn nỗi đau nào lớn hơn khi chứng kiến sự việc đau lòng và tự tay phải lo tang lễ cho chính đứa con mới lớn của mình. Cũng không mong muốn cái gì, nhưng mà nói chung là thì khi những người thân của mình mà những người con mình nó mất đi rồi, ai cũng thế, ai cũng mất mát một cái vấn đề như thế, cũng đau thương lắm, không phải gì. Thì tôi cũng mong tất cả mọi người coi là có con cái thì lưu tâm một chút. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông mà nhiều người điều khiển là học sinh, thanh thiếu niên, chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe. Điển hình như vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, giữa xe đầu kéo và xe máy chở 3 học sinh. Vụ tai nạn khiến 2 em học sinh tử vong. Hai vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, khiến 1 học sinh chấn thương nguy kịch. Nguyên nhân là do xe máy chở 3 học sinh chạy tốc độ cao, thiếu quan sát, đâm vào ô tô đi cùng chiều. Theo thống kê tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, trong 9 tháng đầu năm 2023, số lượng bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, thanh thiếu niên tăng 20-25% so với cùng kỳ năm trước. Bệnh viện Đa khoa Phố Nối thường xuyên tiếp nhận rất nhiều những trường hợp tai nạn giao thông vào cấp cứu tại khoa. Trong đó thì có rất nhiều trường hợp là các bạn thanh thiếu niên rất là nặng. Trong đó thì có những trường hợp khi mà vào với chúng tôi thì đã ngừng tim trước khi vào viện. Tỷ lệ có thể tăng lên khoảng 20-25% so với cả cái giai đoạn trước. Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng học sinh, thanh thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, tụ tập thành các top 5 đến 10 xe, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng thường xuyên diễn ra trên một số tuyến đường tại các huyện, thị xã, thành phố, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Tôi bán hàng ở đây thì tôi thấy thanh niên đi ngoài đường rất là nhiều, đi đông và thường kẹp 2, kẹp 3, không mũ mã gì. Và có khi còn cầm cả hung khí nữa, nhiều người đi xe phải dừng lại vì sợ nữa. Tình trạng thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập theo đám đông, đi xe lạng lách, đánh võng thường xảy ra vào buổi tối. Việc quản lý con em mình là trách nhiệm chung của phụ huynh và nhà trường. Bên cạnh đó, cần có sự tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, đồng thời cần có chế tài xử lý nghiêm của lực lượng chức năng để giúp các em học sinh, thanh thiếu niên nhận thức đúng khi tham gia giao thông. Có một số các bộ phận phụ huynh đang nuông chiều con, bao che khi mà các thầy cô ở trường gọi điện về thông báo, thậm chí là nói dối để cho con sử dụng xe. Và nên khi mà các đồng chí công an bắt được ở trên đường thì các bậc phụ huynh lại ỉ ôi để xin. Tình trạng này thì chúng tôi cũng đã kiến nghị cùng cả lực lượng toàn công an tỉnh đã ra quân để tiến hành kiểm tra xử lý và cũng cơ bản là kéo giảm được cái tình trạng này xuống. Nhưng mà tuy nhiên thì nó vướng mắc rất là nhiều. Các em học sinh bây giờ cũng tụ tập thành một hội nhóm. Trong quá trình làm việc thì cũng rất là khó khai thác và trực tiếp hội nhóm này của chúng tôi cũng đã tiến hành bằng những phán nghiệp vụ chúng tôi cũng đã làm việc và thời gian vừa qua thì nhiều lực lượng cơ quan chức năng của chúng tôi cũng đã tiến hành để xử lý dứt điểm được cái vụ việc này. Tuy nhiên thì trong thời gian tới thì cũng rất mong là gia đình có quản lý các em học sinh này hoặc là các em học sinh thì cũng nên giáo dục cho các em học sinh là nắm vững được những cái gì mà đúng quy định của pháp luật khi tham gia giao thông và cũng hướng các em mình học tập tốt, chấp hành tốt cái giáo dục của nhà trường. Thưa quý vị, việc học sinh, thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông diễn ra khá phổ biến. Nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông khi sử dụng xe máy mà chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe là rất cao. Để sớm ngăn chặn tình trạng trên, các cơ quan chức năng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, chấn chỉnh và yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Bên cạnh đó, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm có tính chất nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến tính mạng người khác. Các biện pháp xử lý cần đảm bảo vừa mang tính răn đe, vừa mang tính giáo dục, tuyên truyền. Và tới đây thì chuyên mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.